Sau 50 tuổi, tiền ít, không sợ, chỉ sợ 5 điều này. Quý vị thân mến, nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking đã từng nói, một trong những quy luật cơ bản nhất của vũ trụ chính là không có điều gì tuyệt đối hoàn hảo. Và cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Cho dù là thông minh, tỉnh táo và sắc sảo đến mấy, cũng không ai có thể tránh khỏi đôi điều hối tiếc, dù ít dù nhiều, khi ngẫm lại những sự việc đã qua. Người ta thường nói, đàn ông có thể sợ đi sai đường, phụ nữ thì sợ lấy nhầm chồng. Nhưng con người đến tuổi trung niên thì điều gì cũng không sợ hãi nữa. Thứ duy nhất khiến họ cảm nhận sâu sắc chỉ là hai chữ nuối tiếc. Càng già dặn và chín chắn hơn, chắc chắn chúng ta sẽ ngày càng dai dứt nếu phạm phải năm điều này. Quý vị hãy cùng lắng nghe và hãy cùng suy ngẫm nhé. 1. Lựa chọn nghề nghiệp sai lầm. Có lẽ chúng ta đã từng gặp ai đó sau 4-5 năm ròng rã học đại học và đi làm để rồi kết luận rằng tôi đã chọn sai nghề. Thậm chí có những người vật vã trong ngành đến nửa đời người mới nhận ra sự thật phũ phàng đó. Và hậu quả để lại chính là lãng phí thanh xuân, lãng phí chất xám, lãng phí toàn bộ thời gian và tiền bạc đã đầu tư vào đó, trong khi chẳng nhận được kết quả tốt đẹp gì cả. Những người kịp thời nhận ra còn có thể làm lại từ đầu, nhưng không phải ai cũng có may mắn như vậy. Nhiều người đến tận tuổi trung niên vẫn không ngừng tiếc nuối vì sự lựa chọn nghề nghiệp sai lầm khi xưa mà chẳng đủ thời gian để thay đổi nữa. Không thể làm công việc bản thân muốn làm chính là một trong những điều đáng buồn với cuộc sống của bất cứ ai. Thế nhưng khi sự đã rồi, không còn đường quay đầu hoặc không đủ can đảm để làm lại tất cả, chúng ta cũng chỉ còn cách tiếp tục giết thời gian và tuổi trẻ trên con đường ấy chỉ để kiếm sống. Công việc trở nên mệt mỏi, nhàm chán, không đem lại động lực sáng tạo, khiến chúng ta dần trở thành những cỗ máy được lập trình sẵn, đánh mất sự vui thú trong lao động. 2. Sai lầm trong dạy dỗ con cái. Trẻ em là niềm hy vọng của cha mẹ và sự thành công đáng tự hào nhất của bậc phụ huynh chính là việc dành cả cuộc đời để giáo dục con cái. Tuy nhiên có rất nhiều cha mẹ không biết dạy dỗ đúng cách lại khiến con cái ngày càng nổi loạn, phản nghịch và hình thành mối quan hệ bất hòa trong gia đình. Mà lúc đương tuổi tráng niên, chúng ta mải mê xây dựng sự nghiệp, xã giao khắp nơi mà chẳng để tâm đến điều đó. Chỉ khi bước vào độ tuổi trung niên, khi cần có người thân gia đình bầu bạn nhất, tất cả mới hối hận vì cách hành xử của con cái như vậy. Nếu có thể tâm sự với con, khoan dung và bớt nghiêm khắc đi một chút, đừng bao giờ đổ lỗi hay mắng chửi, động tay động chân. Có lẽ gia đình đã êm ấm hòa thuận, con cháu hiếu thuận, vui vẻ quây quần bên mẹ cha. 3. Không làm việc chăm chỉ hơn. Tuổi trẻ chính là khoảng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người. Nhưng đồng thời đó cũng có thể là khoảng thời gian đáng tiếc nhất. Khi mà còn chưa hiểu rõ sự đáng quý của thời gian, bạn sẽ chọn làm việc chăm chỉ hay là sự thoải mái? Có lẽ không ít người đã chọn nhầm và bỏ qua cơ hội phấn đấu thiết thực nhất, dẫn đến đủ loại lý do thất bại sau này. Đến lúc nhận ra thì chỉ còn biết hối tiếc. Tài sản của Bill Gates hiện nay có khoảng hơn 46,6 tỷ đô la. Nếu mỗi năm ông ta tiêu hết 100 triệu đô la, thì phải 466 năm ông ta mới tiêu hết số tiền này. Đó là chúng ta còn chưa kể đến số lợi tức khổng lồ mà số tiền này mang lại. Vậy tại sao Bill Gates vẫn làm việc mỗi ngày? Bất kể bạn đang làm việc gì, bất kể môi trường làm việc xung quanh bạn dễ chịu hay vô cùng khắc nghiệt, bạn cũng hãy làm việc chăm chỉ, đừng vội lười biếng khi ông chủ của bạn vừa quay lưng đi và đừng thôi làm việc khi không có ai hối thúc bạn. Chỉ có ý thức rèn luyện không mệt mỏi để tự nâng cao bản thân trong công việc, bạn mới có thể hy vọng được thăng tiến hay kiếm được một mức lương cao. Làm việc chăm chỉ là một sự thông thái mà nhiều người trẻ đang tự mình buông bỏ. 4. Hối hận vì không trân trọng người bạn đời.
để hai con người xa lạ gặp nhau, quen nhau rồi đến với nhau, ở bên nhau cả đời, chính là phép màu của định mệnh, sự may mắn và hạnh phúc. Tuy nhiên, có không ít người có trong tay sự may mắn và hạnh phúc quý giá ấy, nhưng lại tự tay hủy hoại tất cả. Người xưa đã có câu, gia hòa vạn sự hưng, và tề gia trị quốc bình thiên hạ. Muốn làm gì đi nữa, thành công đến đâu, thì trước hết, nhất định phải có một gia đình hòa thuận và đối xử tốt với bạn đời của mình. Đừng để đến lúc con cái đã trưởng thành và bay đến những phương trời khác, chúng ta chỉ có thể lủi thủi một mình, không người yêu thương. 5. Hối hận vì không đối xử tốt với cơ thể. Người ta nói rằng cơ thể là điều quan trọng nhất, là trung tâm của mọi cuộc cách mạng, là nguồn tài sản tự thân quý giá nhất. Nhưng có bao nhiêu người thật sự biết trân trọng cơ thể của chính mình? Đặc biệt là khi còn trẻ, chúng ta thức khuya, uống rượu, hút thuốc, thử đủ thứ kích thích chỉ vì một phút ham chơi. Chúng ta không bao giờ biết điểm dừng cho tới khi chính cơ thể đình công và tỉnh dậy trong đau ốm. Quý vị thân mến, tại sao lại nói cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu ở tuổi 50? Đó là do trước 50 tuổi, chúng ta luôn phải dành toàn bộ thời gian vì học tập, vì sự nghiệp, vì nhà cửa, vì vay mượn thế chấp, vì con cái gia đình, vì đủ thứ gánh nặng cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Sau khi trải qua độ tuổi ấy, sự nghiệp đã ổn định, con trẻ đã trưởng thành, tiền bạc đã có chút tích cóp, chúng ta mới bắt đầu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để lo cho chính bản thân mình. Sau ngưỡng cửa của tuổi 50, cho dù chưa đến lúc nghỉ hưu ở nhà dưỡng lão, nhưng chúng ta cũng không còn phải làm việc đến kiệt sức nữa. Chúng ta biết nâng cao chất lượng cuộc sống, chú trọng 3 bữa một ngày, không thể lơ là sức khỏe thể chất như trước kia. Mỗi sáng, chúng ta không còn tất bật lo cơm nước, đưa con đi học nữa, mà thảnh thơi hít thở không khí trong lành, thư giãn cơ thể, chạy bộ vài vòng quanh nhà, tập luyện mấy động tác dưỡng sinh đơn giản, rồi dùng một bữa sáng bổ dưỡng do con cháu chuẩn bị. Chỉ cần như vậy, dù tuổi tác có già đến mấy, tinh thần chúng ta vẫn luôn trẻ khỏe và đủ đầy. Sau ngưỡng cửa của tuổi 50, chúng ta không còn bận rộn tăng ca, tiếp khách đến nửa đêm hay đi công tác hàng tuần dài nữa, mà được thảnh thơi về nhà khi đến giờ tan tầm, dạo qua các khu chợ để cảm nhận sức sống tươi mới ở đây. Tiện tay mua một ít thức ăn về nhà, thong thả làm vài món đơn giản, thêm vào mâm cơm để cả gia đình cùng thưởng thức. Chúng ta cũng có thời gian để dạo bước cùng bạn già, tâm sự với nhau từng mẩu chuyện vui nhỏ. Trong cuộc sống, trong những ngày vừa qua, đôi khi lại cãi nhau vì vài vấn đề chẳng hề to tát. Vừa là bạn đời, nhưng cũng vừa là tri kỷ. Sau ngưỡng cửa của tuổi 50, thay vì cuối tuần nằm ườn cả ngày trên giường để hồi phục sức khỏe sau cả một tuần làm việc mệt mỏi như lúc còn trẻ, thì chúng ta có thể chăm lo vun vén cho sở thích của mình nhiều hơn. Thích hoa thì nuôi hoa, thích sách thì đọc sách, thích trà thì tham gia vài lớp học pha trà, phẩm trà. Càng xây dựng và phát triển sở thích cá nhân, cuộc sống của chúng ta sẽ càng thêm đầy đủ và ý nghĩa. Mỗi một ngày trôi qua, bản thân chúng ta lại càng phong phú và quý giá hơn. Sau ngưỡng cửa của tuổi 50, con cái thơ dại ngày nào còn lò dò tập đi, tập nói, nay đã trưởng thành khôn lớn nên người. Chúng có công việc riêng, có gia đình riêng và có cả không gian sống riêng nữa. Chúng ta được tạm biệt quãng thời gian chỉ biết chăm chỉ tiết kiệm, kiếm tiền nuôi con trẻ ăn học, chăm lo miếng cơm manh áo, hay sốt sắng mỗi lúc đau ốm bệnh tật. Đã tạm hoàn thành trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, chúng ta có thể tự thưởng cho mình những chuyến du ngoạn để mở mang tầm mắt, nhìn xem thế giới bên ngoài đã phát triển đến nhường nào trong suốt cả một thời gian qua. Hoa đào rực rỡ mùa xuân, thác nước tươi mát mùa hè, lá phong đỏ rực rỡ sắc thu, sông băng núi tuyết trời đông, còn có mặt trời mọc bên kia núi, mặt trời lặn ngoài biển, và rất nhiều những cảnh sắc tráng lệ mà chúng ta chưa một lần thảnh thơi ngắm nhìn và tận hưởng
ngoài thế giới rộng lớn bao la kia. Chỉ có đi khắp núi sông, chúng ta mới hiểu giang sơn. Chỉ có nếm đủ chua ngọt vui buồn, chúng ta mới thấm nhuận giá trị thật sự và ý nghĩa của đời người. Càng trải nghiệm, chúng ta càng nắm chắc cuộc sống của mình ở trong tay. Chờ ngày tuổi tác tăng dần lên, cuộc sống thành thị nhộn nhịp đã không còn phù hợp nữa, chúng ta mong ước trở về căn nhà nhỏ ở quê hương thanh bình. Vào thời điểm đó, công việc đã nghỉ hưu, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Đến giai đoạn này rồi, mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đều dùng để hưởng thụ, nhâm nhi mọi niềm vui còn lại của cuộc đời. Nhiệt huyết tuổi trẻ đi qua, giờ chỉ còn sự an nhàn, yên bình ở lại. Chúng ta cùng nhau ngồi lại, pha ấm trà, nhâm nhi những câu chuyện xưa cũ làm quà, khẽ cười cùng nhau, êm ấm trải qua nốt những ngày tháng cuối cùng. Sau 50 tuổi, tâm trí chúng ta đã bình yên, không còn lo được mất. Chúng ta hiểu rằng, mọi thứ đều có số mệnh, những gì nên có thì trời sẽ cho, cái gì mất đi thì không tiếc nuối. Thứ gì không phải của mình thì cũng chẳng cần cưỡng cầu. Thành công hay thất bại, vui mừng hay đau khổ đều trở thành trải nghiệm đời người, là kinh nghiệm khắc sâu vào trong tâm trí. Qua thời gian, mọi ký ức lắng đọng sẽ dần biến thành báu vật vô giá mà không một ai có thể lãng quên. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.